Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức COVID-19 mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức Khỏe và Đời Sống, cơ quan ngôn luận của Bộ Y tế. Thưa quý vị, mới đây, ngay sau khi kết thúc kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 10, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lập tức họp với Thành phố Thủ Đức và các quận huyện về tình hình kinh tế, xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm. Cuộc họp giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các sở ngành, quận huyện thành phố nhằm chỉ ra những hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tìm giải pháp khắc phục để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Báo cáo đầu, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhìn lại cả nước đã trải qua 4 đợt dịch, riêng Thành phố Hồ Chí Minh đã có biện pháp giãn cách nghiêm ngặt, cao điểm cho đợt dịch thứ tư. Sau 18 ngày thực hiện chỉ thị số 18 về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch COVID-19, số ca mắc mới giảm 5 lần so với đỉnh dịch, số ca tử vong còn 2 con số. Các chốt chặn nội thành cũng được dỡ bỏ. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang xem xét để không còn chốt chặn. Hiện có 51 chốt ở địa bàn giáp danh với các địa phương để tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa và chuỗi cung ứng lao động, ông Bình cho biết. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế được cải thiện, số doanh nghiệp mở cửa có xu hướng tăng nhanh. Ngành du lịch cũng đã xây dựng kế hoạch phục hồi. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ chi trả cho các nhóm hỗ trợ, vận động quỹ phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ túi an sinh cho người dân. Sau hơn 5 tháng chịu tác động của làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư, thành phố đã nới lỏng các biện pháp giãn cách để dần chuyển sang trạng thái bình thường mới. Ông Bình nhấn mạnh, thời gian tới không được lơ là, chủ quan và phải chủ động, tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả giải pháp đề ra. Báo cáo tại cuộc họp, ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở vừa tính toán cấp độ dịch của Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ trên quyết định 4800 của Bộ Y tế. Cụ thể về tiêu chí số ca mắc mới tại cộng đồng là 100.000 người một tuần. Sở tính toán hiện tỷ lệ của Thành phố Hồ Chí Minh là 104,5. Về tiêu chí tiêm chủng, Thành phố Hồ Chí Minh đặt các tiêu chí với tỷ lệ 98% người trên 18 tuổi tiêm mũi 1 và trên 76% tiêm đủ 2 mũi. 76,11% người trên 50 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt chỉ tiêu khả năng thu dung, điều trị ở cấp phường, xã, thị trấn, trạm y tế lưu động và ICU. Ước tính hôm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đang ở cấp độ 2. Tuần trước thành phố ở cấp 3. Nghe thì vui, nhưng ngành y tế rất lo, bởi ngay cả Singapore làm rất tốt. Vừa công bố sau một tuần thì nâng cấp ngay. Đánh giá cấp độ dịch chỉ mang tính tức thì, không có giá trị vĩnh viễn. Nếu chủ quan, không làm tốt việc đang làm, thì cấp độ dịch sẽ tăng lên vì chủng Delta quá phức tạp, ông nói. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã liên tiếp giảm sâu trong những tuần qua, đang tạo tiền đề quan trọng cho các hoạt động kinh tế xã hội từng bước được mở cửa trở lại. Theo HCDC, xét trên toàn địa bàn, thành phố vẫn đang ở cấp độ nguy cơ cao ở vùng cam. Tuy nhiên, xét ở từng địa phương cụ thể, cuộc chiến với COVID-19 đã đạt được khá nhiều thành quả khả thi. Ở khu vực phường xã hoặc quận huyện đã có nhiều nơi đáp ứng được tiêu chí của vùng xanh, vùng vàng. Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự đánh giá cấp độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, căn cứ trên các tiêu chí cụ thể. Những khu vực được xem là vùng xanh thì số ca mắc mới COVID-19 mỗi tuần chỉ dưới mức 20 ca, vùng vàng từ 20 đến 50 ca, vùng cam từ 50 đến 150 ca, vùng đỏ từ 150 ca trở lên. Tiêu chí này sẽ được tính bằng tỷ lệ những người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng COVID-19, nhiều hơn hoặc ít hơn 70% trên tổng số dân ở tuổi trưởng thành. Với tiêu chí này, tất cả các quận huyện và Thành phố Thủ Đức đã đạt được theo quy định. Tuy nhiên, những địa phương có số ca mắc mới trên 100.000 dân thấp hơn 50 ca và đã tiêm chủng mũi 1 đạt trên 70% được xếp vào vùng xanh, từ 50 đến 150 ca được xếp vào vùng vàng, từ 150 ca xếp vào vùng cam. Với tiêu chí này, nhiều quận huyện của thành phố đã đạt vùng xanh như quận 7, quận 11, huyện Cần Giờ. Đến nay, tất cả các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiêm gần đạt 100% mũi 1 và gần 77% mũi 2 vaccine ngừa COVID-19 cho toàn bộ dân số trên 18 tuổi. Do đó, căn cứ theo tiêu chí đánh giá của Bộ Y tế, áp dụng đối với những địa phương có tỷ lệ tiêm chủng dưới 70%, độ bao phủ vaccine, thì toàn Thành phố Hồ Chí Minh đã thoát khỏi cấp độ nguy cơ rất cao tương ứng với vùng đỏ. Thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung, điều trị và đảm bảo số giường hồi sức cấp cứu tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc với khả năng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ 4, vùng đỏ. Các quận huyện và Thành phố Thủ Đức đã có kế hoạch duy trì tái thiết lập trạm y tế lưu động,
tổ chức chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng, chủ động cung cấp oxy cho người bệnh khi có dịch xảy ra, hình thành tổ chăm sóc người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng và sẵn sàng kích hoạt trong 24 giờ. Những địa phương đã đáp ứng được tiêu chí về số ca nhiễm mới và độ bao phủ vaccine nhưng không đáp ứng được khả năng thu dung, điều trị COVID-19 thì sẽ không được giảm cấp độ dịch. Theo Sở Y tế TP.HCM, nếu đến hết tháng 10 năm 2021, số người trên 65 tuổi được tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 thấp hơn 80%. Đến hết tháng 11 năm 2021, số người trên 50 tuổi tiêm đủ 2 liều vaccine ngừa COVID-19 thấp hơn 80%, thì địa phương sẽ bị tăng cấp độ dịch. Thời gian đánh giá cấp độ dịch của thành phố Thủ Đức và các quận huyện tại TP.HCM sẽ được thực hiện vào thứ 6 hàng tuần. Dựa vào các kết quả phân loại, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố sẽ có các giải pháp can thiệp phù hợp đối với những địa phương có cấp độ dịch diễn biến theo chiều hướng xấu. Trước đó, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10 diễn ra với phiên thảo luận tại hội trường dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP.HCM Nguyễn Thị Lệ. Tham dự kỳ họp còn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi. Phát biểu tại phiên thảo luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM Phan Văn Mãi đã trình bày về công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, TP.HCM đã ban hành kế hoạch phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, trong đó có nghiên cứu, tiếp thu các định hướng từ dự thảo hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 của Trung ương. Chỉ thị 18 về phòng chống dịch và phục hồi kinh tế của Ủy ban Nhân dân TP.HCM cũng đã tiếp thu những nội dung cập nhật nhất trong bản dự thảo, mà sau này trở thành nghị quyết 128 của Chính phủ, ông Mãi nhấn mạnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP.HCM cho biết, trên thực tế, tinh thần chung của nghị quyết 128 đã được vận dụng và cập nhật trong chỉ thị 18, nên đó chính là lý do hiện nay thành phố chưa có kế hoạch tổng thể nhằm triển khai nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo ông Mãi, Ủy ban Nhân dân TP.HCM dự kiến sẽ tổng kết công tác phòng chống kiểm soát dịch COVID-19 tháng 10 năm 2021. Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, thành phố sẽ tập trung củng cố hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, theo hướng phát triển y tế cộng đồng, y tế điều trị và y tế phục hồi, gắn với hoàn thiện và phát huy mô hình điều trị 3 tầng, cũng như tiêu chí an toàn, chống dịch với mục tiêu đảm bảo năng lực phản ứng y tế khi có tình huống dịch bệnh. TP.HCM sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, phục hồi sản xuất, kinh doanh và tập trung vào 3 nhóm, vốn lao động, cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cụ thể, TP.HCM tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ chủ lực có giá trị sản xuất, xuất khẩu lớn và các doanh nghiệp nhỏ và vừa bị tổn thất sau đại dịch. Đặc biệt trong tháng 11 và 12, TP.HCM tiến hành đấu giá 3.970 căn nhà và 8 lô đất của khu đô thị mới Thủ Thiêm để thực hiện các kết luận và chỉ đạo của Trung ương. Báo cáo tại kỳ họp, Phó Giáo sư Tiến sĩ Tăng Trí Thượng, Giám đốc Sở Y tế thừa nhận, cả thành phố đã trải qua những ngày khó khăn đỉnh điểm chưa từng có trong lịch sử của dịch bệnh. Giai đoạn đầu tháng 5 năm 2021, chỉ số lây nhiễm cho cộng đồng ở cấp độ 1 chỉ dưới 20 ca mắc trên 100.000 dân một tuần. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, chỉ số lây nhiễm đã chuyển sang cấp độ 2, từ 20 đến 50 ca mắc trên 100.000 dân trên một tuần. Số ca mắc trong tuần tăng từ 1.674 ca một tuần lên 3.317 ca một tuần. Số tử vong tăng từ 7 ca một tuần lên 20 ca một tuần. Đến ngày 7 tháng 7, chỉ số lây nhiễm cho cộng đồng đã chuyển sang cấp độ 3, từ 50 đến dưới 150 ca trên 100.000 dân một tuần. Số ca mắc mới mỗi ngày vượt 3.000 ca. TP.HCM thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16, nhưng dịch bệnh vẫn lây lan rất nhanh. Đến ngày 16 tháng 7, dịch bệnh tại TP.HCM tiếp tục chuyển sang cấp độ 4, trên 150.000 ca trên 100.000 dân một ngày. Số ca nhập viện tăng từ 3.317 ca trên một tuần đến 11.069 ca trên một tuần. Số ca tử vong tăng nhanh mỗi ngày dù TP.HCM đã lập 25 bệnh viện dã chiến và chuyển công năng 54 bệnh viện. Có thể nói suốt gần 2 tháng, từ 15 tháng 7 đến 15 tháng 9, cả TP.HCM đã trải qua những ngày khó khăn đỉnh điểm của dịch bệnh chưa từng xảy ra trong lịch sử. Ngày cao điểm nhất là 28 tháng 8, số ca mắc mới lên đến 17.403 ca, ông Tăng Trí Thượng cho hay. Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, sau gần 3 tuần triển khai chỉ thị 18, đến hôm nay 19 tháng 10, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã chuyển biến theo hướng tích cực. Số mắc mới mỗi ngày giảm dần sau ngày 1 tháng 10 đến ngày 19 tháng 10, chỉ còn 968 ca một ngày. Tính đến ngày 19 tháng 10, tỷ lệ người trên 18 tuổi ở TP.HCM tiêm vaccine một mũi
là 98,8%, mũi 2 là 76,3%. Trong đó tỷ lệ người trên 50 tuổi tiêm đủ 2 mũi là 76,11%. Thông tin trên đã kết thúc tin tức COVID-19 của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo.